Mỹ liên tục điều tra hàng hóa xuất xứ Việt Nam bán phá giá. Theo người Việt News, khi mới thiết lập ban giao năm 1995, mậu dịch hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam chỉ có 441 triệu US đô. Nhưng cuối năm 2022, con số này đã vọt lên hơn 123 tỷ US đô. Trong đó, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ tới 110 tỷ US đô, gia tăng 11% so với năm 2021. Cùng lúc với gia tăng thương mại là rất nhiều những vụ điều tra chống bán phá giá từ nông ngư sản phẩm như cá ba sa, tôm đến đồ gỗ, sắt thép, pin năng lượng mặt trời. Cuối tháng 3 vừa qua, tin tức cho hay Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC gia hạn tới lần thứ 6 về cuộc điều tra lẫn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập cảng từ Việt Nam. Kết luận cuối cùng dự trù có vào ngày 2 tháng 5 này. Ngày 25 tháng 4, DOC đã nhận đơn đề nghị điều tra chống bán phá giá với sản phẩm giá để đồ bằng thép không dùng bù lông. Ngoài ra, mặt hàng thép dây không rỉ sét của Việt Nam cũng đang bị điều tra.